Thị Kiều hội quân cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa công bố danh sách 33 cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup 2023. Đáng chú ý trong danh sách này có sự góp mặt của tiền đạo Huỳnh Như và trung vệ Trương Thị Kiều. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tập luyện hướng đến vòng chung kết FIFA World Cup 2023 diễn ra tại New Zealand và Úc vào tháng 7 tới đây. Đáng chú ý trong đợt tập trung này có sự góp mặt của tiền đạo Huỳnh Như, người đúng ra phải trở lại để thi đấu cho câu lạc bộ LAN Bồ Đào Nha. Huỳnh Như góp mặt tập luyện cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vì được câu lạc bộ chủ quản tạo điều kiện cho Như có sự chuẩn bị tốt nhất ở World Cup sắp tới. Ngoài ra, trung vệ Trương Thị Kiều, người vắng mặt ở SEA Games cũng có mặt. Trung vệ số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam đã hồi phục hoàn toàn chấn thương, nên hứa hẹn sẽ được tung ra sân ở World Cup. Trong danh sách 33 cầu thủ huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa công bố có hầu hết các cầu thủ vừa đoạt huy chương vàng tại SEA Games 32. Trung vệ Thúy Nga, người bị chấn thương ở trận chung kết với Myanmar đang tập hồi phục cũng được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội. Trong danh sách 33 cầu thủ huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa công bố có hầu hết các cầu thủ vừa đoạt huy chương vàng tại SEA Games 32. Trung vệ Thúy Nga, người bị chấn thương ở trận chung kết với Myanmar đang tập hồi phục cũng được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao cơ hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.